mình sẽ gọt trái bưởi này với con dao này trong vòng 30 giây, chỉ 30 giây thôi. Các bạn có canh giờ cho mình ăn. Đây, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay mình sẽ đi tham quan vườn bưởi, canh tác theo hướng vườn rừng. Bưởi quá xá bưởi, bưởi bự bưởi nhỏ lâm đùm các bạn ơi, quá đã luôn các bạn ơi. Đây, bưởi quá bưởi. Các bạn có biết tại sao người ta phải bọc lại như thế này không? Cái lý do là mình phải bọc lại vậy là nếu không bọc là rùa vàng nó đục nha các bạn. Cái hệ sinh thái vườn rừng nó rất là nhiều loại côn trùng, thì rất nhiều loại sinh vật luôn. Các bạn nhìn thấy không? Này đây đây đây, khi mà mình không bọc nè, đục dày, rùa vàng đục dày là bỏ nha các bạn, bỏ nè. Đục như thế này cái bưởi này sẽ hư, bỏ nha. Đây nữa nè, thấy chưa, nói đâu có sai đâu, không đây không bọc kịp là bỏ hết. May mắn là cái này chưa bị đục nè, nhưng mà rồi cũng sẽ bị đục thôi. Đây các bạn nhìn đây, đục hư hết, bỏ hết. Bên kia kìa, đục hư hết. Cái nào mà mình muốn sử dụng là chỉ có phương pháp là bọc thôi. Đây, wow, ở cái khu này người ta chưa có bọc kịp nè các bạn, đục hư hết các bạn ơi. Đây nè, hết luôn. Wow, bên kia có một bùn chú chín đâu đó các bạn, đâu đâu đâu, nó chín. Cái này chú nàng tiên cao quá, chín trơn mà thôi không có lên hái được. Để chút vô lấy đồ đốt, hư hết các bạn ơi. Cái là cái nào mà không bọc là hư hết nè, đây nè, bọc là hư hết. Như vậy là khi làm vườn rừng chúng ta cũng phải cần có một số động thái bảo vệ. Tại vì khi mà chúng ta đã canh tác theo cái hướng này á, thì chúng ta không sử dụng những cái chế phẩm hóa học để tiêu diệt. Chúng ta phải có sử dụng những cái chế phẩm tự mình làm theo cái phương pháp nó an toàn thôi. Nên là các bạn phải chú ý đi đặng bảo vệ. Đây, thấy không? Bọc, khi mà chúng ta bọc được, bọc rồi thì nó không có bị hư. Cái này ngon à. Để mình đi kiếm một cái bưởi, xong sẵn tiện hôm nay mình sẽ ăn bưởi theo cách rừng rú, ăn bưởi theo phong cách vườn rừng. Đây, bây giờ mình sẽ không ai nha, mình hái cái bưởi. Giờ mình hướng dẫn các bạn cái cách ăn bưởi, gọi là cách ăn bưởi theo phong cách rừng rú. Đi chỗ nào kinh chiếu các bạn, cho chỗ này đi à. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn bưởi rừng rú dưới con dao này, con dao xíu thế này. Mình sẽ gọt cái bưởi trong vòng 30 giây, thiệt 30 giây thôi là có một cái trái bưởi ăn ngon lành, không có bị dính bị gì hết. Thiệt, theo dõi. Đây, bây giờ để mình sẽ gọt cái bưởi này với con dao này trong vòng 30 giây, 30 giây thôi. Bạn có canh giờ cho mình ăn. Đây, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu.
điểm nha các bạn. Đây các bạn, đây là cách ăn rừng rú, không dính. Biết mình gọt có đạt chuẩn 30 giây chưa. Đây các bạn nhìn nè, không hề dính nha các bạn, rất là sạch sẽ. Một cái gọt bưởi rất là nhanh. Cái bưởi này rất là ngon, da xanh ruột hồng. Các bạn có thể dùng cái phương pháp này để gọt bưởi rất là nhanh, không hề bị dính. Các bạn nhìn đây này ha, không hề dính nha các bạn. Một vài bé tí ti thôi. Thôi mình kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Tạm biệt.